Chào tất cả anh em, mình là Tàu Bá Độ. Hôm nay mình làm clip nói về 4 mẫu xe trước mặt anh em đây. Trong tầm giá khoảng 60 đến 80 triệu thì anh em nên chọn xe nào và cái ưu nhược điểm của 4 mẫu xe này là cái gì anh em nhé. Đầu tiên là con Z3 anh nhé. Cái con Z3 này thì mình sẽ nói cái nhược điểm của nó trước. Nhược điểm của nó là không có ABS so với con Linza 300 và con MT03. Và cái ưu điểm của nó thì là cái động cơ của nó thật sự anh em là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Và cái nhược điểm tiếp theo về cái ngoại hình thì chắc là rất nhiều anh em cũng ghét cái con Z3 này ở cái điểm này là cái bình xăng nó quá bé em ấy. Em quay cho anh cái bình xăng. Bình xăng nó quá bé. Đây em nhìn. Cái bình xăng này nó bé hơn cả Z15 Pro 3 luôn. Đó. Nó không được đẹp ở cái bình xăng này nhưng mà cái ưu điểm này thì đã được fit ở cái bản 2019 rồi. Bản 2019 2020 anh em. Con này mà có ABS nữa thì tuyệt vời. Và cái giá của con Z3 này thì nó lại là cái nhược điểm luôn. Cái giá của con Z3 này nó đang cao hơn cả con MT03. Và MT03 thì rõ ràng nó có ABS nhưng mà anh em lại chuộng cái dòng Sport như Z3 này hơn. MT03 lại không được giá bằng con Z3 này nhá. Đấy là so với thị trường cũ. Còn mới thì rõ ràng MT03 vẫn đắt hơn con Z3 này. Ngày xưa con Z3 này chỉ có là mình nhớ không nhầm khoảng loay quanh khoảng 128 triệu, 29 triệu gì đấy. Con MT03 kia thì tại thời điểm nó xuống thì nó vẫn là 135 triệu đó. Nhưng mà thị trường xe cũ này Z3 này được chuộng hơn. Mình sẽ lèm bô cho anh nghe thử cái tiếng bô của con Z3 này như nào nhé. Nhược điểm của con này nữa thì có lẽ là rất nhiều anh em biết rồi là nó uống xăng hơn cái dòng Linza 300 và Z300. Z300 thì mình đang không có ở đây. Nó uống xăng hơn con Linza 300 và Z300. Nhưng mà ngược lại chúng này bốc anh em nhé. Nó là cái ưu và nó là cái nhược điểm mà anh em muốn tiết kiệm thì không thể nào nó bốc được. Đó. Mình đã nói xong con Z3 rồi. Bây giờ anh em quay sang con Bentley 302 này. Rất ít khi mình lấy con Bentley 302 này về. Cái nhược điểm của con này thì phải nói là nó quá nhiều nhược điểm và không biết bắt đầu từ đâu. Chắc là đầu tiên là về cái dàn ốc của nó đi. Em quay gần lại cho anh một chút về dàn ốc. Cái clip này mình sẽ quay kiểu không chỉnh sửa, quay một phát từ đầu đến cuối luôn và không edit gì cả nên là có đoạn vấp thì anh em thông cảm nhé. Anh em cái dàn ốc của cái con Bentley 302 này thì rất là kém thật sự anh em đấy. Để nguyên thì không sao mà khi anh em tháo ra mà kiểu đồ không tốt hoặc là thợ không có kỹ thuật tháo ốc ra ấy thì thật sự cái ốc này rất dễ toét anh em ạ. Đó. Và cái nhược điểm tiếp theo của con Bentley 302 này là gì? Nhược điểm tiếp theo là cái khối lượng của nó quá nặng so với những cái con 300 phân khối còn lại. Đó, con này nặng đâu loanh quanh khoảng độ gần 2 tạ. Đó, cái thông số thì mình không nhớ rõ là bao nhiêu, mình chỉ cảm nhận được thôi. Đó. Nó rất chi là nặng. Cái nhược điểm của nó nữa là cái động cơ này thì là do bên Trung Quốc người ta mua lại của Ý sản xuất rồi nên là cái động cơ của nó không được bền bỉ lắm đâu. Đó. Để mà nói về tất cả nhược điểm của nó thì rất chi là dài, mình chỉ nói qua những cái nhược điểm mà anh em nên biết mà thôi. Và cái động cơ nó có ngon không thì khẳng định với anh em luôn, không thể là ngon bằng Z3 hoặc là Linza 3 hoặc là MT03 được rồi. Em show lên cái phuộc này. Cái phuộc này là cái ưu điểm này. Phuộc này cực kỳ to em nhá, cực kỳ to. Đó, nhún rất chi là êm. Đó. Và cái ưu điểm tiếp theo nữa là lại được trang bị hai đĩa hai bên. Đó, đấy là những ưu điểm về cái ngoại hình thì con này nó là number one rồi. Lốp rất chi là to này. Đó, hai đĩa hai bên này, phuộc upside down này. Đó, rất chi là hoành tráng. Tất cả ba con còn lại như Z3, Linza 300 hoặc là MT03 thì không có phuộc upside down. Phuộc này là cái ưu điểm của nó. Và cái ưu điểm tiếp theo mà rất nhiều anh em rớt tiền về em này, anh em biết là cái gì không? Là tiếng mô độ. Cái mô độ con này đã đốn tất cả trái tim của những anh em mà thích dòng 300 phân khối. Đó. Bây giờ mình sẽ lột cho tiếng bô của anh em nghe thử nhé. Con này chỉ là bô móc thôi, mà độ bô vào thì nó sẽ hú như bùn máy luôn. Cái điều này là rất nhiều anh em đã rớt tiền về điều này. Anh em nghe thấy nó khác hẳn luôn. Chào ba. Cái ưu điểm nữa là con này nó rất là rẻ,
Cái con Bentley 302 này đời 2015 này thì có giá khoảng độ hơn 50 triệu. Hơn 50 triệu cho một chiếc 300 phân khối thì cái giá tiền đấy anh em chỉ mua được cái Center 155 thôi. Đó. Mà anh em lại sở hữu được một chiếc Bentley 302 đến tầm khoảng 215, tầm hơn 50 triệu. Ngược lại thì ví dụ như anh em mà dốc tiền con G3 này thì rõ ràng anh em phải bỏ ra hơn 80 triệu rồi. Trên là những 30 cổ. Đó. Thì nó có cái ưu điểm và nó có nhược điểm rõ ràng. Thì anh em chấp nhận là cái động cơ nó không quá ngon như G3 hoặc là Ninja 3. Ngược lại thì giá nó rẻ, bô nó hay, rồi ngoại hình của nó hầm hố, cuộc upside down thì tất cả đều phải đánh đổi em nhé. Và cái con này không quá ABS anh ạ. Tiếp theo nữa là Linza 300. Đó. Trong phân khúc 300 phân khối này, con Linza 300 thì được rất nhiều anh em ưa chuộng. Cái thứ nhất là về cái ngoại hình của nó. Ngoại hình của nó rõ ràng là to và hầm hố hơn G3 rất nhiều. Bình xăng này, bình xăng to này, thiết kế to hoành tráng này, có ABS này. Nếu mà để về so về cái ngoại hình này, so về cái động cơ thì mình nghĩ rằng là cái con Linza 300 này nó hoàn hảo nhất, hoàn hảo hơn cả con G3. Nhưng ngược lại thì con này mình đã từng chạy con Linza 300 này rồi, cái độ trồm và cái độ bốc thì không bằng G3 được, nhưng mà ngược lại là nó có ABS này, nó lại tiết kiệm nhiên liệu và ngoại hình của nó tương đối là hầm hố anh em nhé. Đó. Và mình sẽ test bô cho anh em nghe thử con này luôn. À, con này không cắm chìa khóa luôn. Con này thì nó kêu gần giống như con G3 mà thôi. Con này mình đánh giá rất cao, nhưng mà tại thị trường bây giờ mà kiếm được một con Linza 300 mà đẹp mà chất mà ngon đấy thì cũng tương đối là khó anh em ạ. Cái phân khúc 300 phân khối này thì rất nhiều sự lựa chọn dành cho anh em hơn, như kiểu là BMW 310 đó, đấy cũng là một sự lựa chọn không tồi, nhưng mà cái giá của nó thì nó lại trên trời. Dòng B thì nó đắt hơn rất nhiều rồi. Tiếp theo nữa là con MT03. Cái con này mình đánh giá luôn là một trong những cái con mà dòng Liquid Bike 300 phân khối mình nghĩ là đáng mua nhất luôn tại thời điểm hiện tại em nhé. Nó chuẩn bị ra bản 2021 và có phụ upside down lên cấp rất nhiều thứ, thì mình nghĩ là nó càng đáng mua nữa. Và cái giá con này bây giờ rất hợp lý các bạn, chỉ loanh quanh khoảng độ hơn 70 triệu thôi, khoảng độ 79 triệu mới đang bán con này. 79 triệu bao gồm là rất nhiều đồ chơi rồi, tay côn tay thắng này, chống đổ này, tôi cho con này gần như full đồ cơ bản rồi, bô độ các thứ. Bô thì con này mình đang tháo ra rồi, nó có bô AK bô quýt em nhé. Thì cái con này nó có cái ưu điểm gì? Ưu điểm của nó là có ABS, nó chung động cơ với G3, nhưng ngược lại có ABS trước sau luôn. Thế nên là cái đi an toàn hơn G3 và giá bây giờ đang tốt hơn G3 luôn. Đó, nên là cái con này là một trong những con mà anh em lên đẩy một chút đến nó, tại vì là con này là một cái con mình rất chi là thích. Để về so với con Z3 ấy, con MT03 này với Z3 thì mình thiên về cái con MT03 này hơn. Có thể về cái ngoại hình nó không hầm hố được như G3, về G3 nó làm thiết kế nó B, cái thiết kế của cái con Z8 sang về đường Z3 ấy thì là B thiết kế của con Z8 sang, nhìn cái đầu giống rất giống Z8, rất là đẹp, rất là hố. Và con này thì đầu lại hơi nhỏ đó, thì về cái ngoại hình thì Z3 có thể đẹp hơn MT03, nhưng về động cơ, về cái khả năng vận hành đi thì mình nghĩ là G3 này nó xứng đáng hơn, nó đi nó thích hơn rất nhiều đó. Và lúc này thì chốt lại. À, anh em có khoảng đánh quanh 60 triệu đến 80 triệu thì anh em sẽ chọn xe gì? Đó là tùy thuộc vào sở thích và túi tiền của anh em mà thôi. Như con này thì rẻ nhưng mà nó lại không được bền bỉ và nó sẽ không đi bốc được như những cái con kia. Nhưng ngược lại nó lại được trang bị những cái ngoại hình rất chi là ok, và cái điều mà đốn tim anh em đó là tiếng bô. Còn ba cái con này như G3 này, Linza 300 và MT03, thậm chí cả Z300 nữa thì tiếng bô nó cũng xem nhau mà thôi, nó là hai máy nhá. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình.